Ok nhé mọi người nha. Đấy, đây là tất cả toàn bộ cái chân đà điểu của anh em mình. Giờ sẽ cho vào hầm thuốc bắc nha. Trải một lớp bên dưới đã. Dài này kêu trước. Cho nó đỡ cháy nồi. Sẽ ninh khá là lâu đấy, nên là mạng chẳng biết được ninh lâu không, tại vì anh em mình lót mày phải cứng chứ kìa. Một ui đang sợ là chật nồi rồi mọi người ạ. Không vừa rồi. Hai cái chân là điểu thôi mà nó to quay trưởng nhá. Chật nồi rồi. Bỏ một ống này đi. Còn đựng rau nữa. Bỏ cái này đi. Ai bảo không vừa? Ai bảo bỏ? Vô cái này. Khít lên khít. Cái này không thể có khe à? Lấy nước đây. Lấy ấu nước đây. Ok. Chật nồi luôn anh em ạ. Ấu nước à? Tại vì mình phải nấu nồi gang để cho nó đỡ bị... cho nó ngon. Cái nồi to nhà mình đây. Thì nó ngót đi là đủ. Ok nha anh em nha. À, thêm nước đây. Được nước không? Bắc lên bếp. Ok nha mọi người nha. Sẽ ninh trong vòng 1 đến 2 tiếng. Tùy. À, sẽ đợi xem là lúc nào nó chín thì thôi, chứ không biết là ninh đến bao lâu nữa. Mình mềm già dốc tủy à. Kênh hết vung rồi mọi người ạ. Không đậy được nữa, nó nở ra. Bây giờ phải chuyển sang cái nồi to hơn. Để cái nồi này là nó sẽ không ngấm được gia vị nhiều. Đấy, ninh khoảng 30 phút rồi mà nó có chỗ cái gân nó cứng lắm. Đấy. Giờ sẽ cho sang nồi này nhá. Cái gân này khả năng phải ninh lâu đấy. Đây, quả chính đây này. Chưa có xi nhê gì cả. Lấy cái rẻ máu đây ơi. Đây, ui trời. Mềm rồi anh. Chưa. Chú mềm á. Cái chân mọi người cứng thật rồi nghe. Tỉ xương nó ngon lắm đấy. Cho thêm đấy vào anh ạ. Thêm nước. À, anh cho thêm ngải cứu rồi à? Ừ. Em đi lấy nước nhé. Thêm nước hầm cho nó nhừ ra nhé mọi người nhé. Cái da nó thì nhừ rồi. Nhưng mà cái gân của nó ấy, thì vẫn rất là cứng. Dự là khoảng tầm 30 phút nữa là được.
Ok nha mọi người nha. Ui, mềm nhừ rồi anh ạ. Nhừ chưa? Vẫn thì chưa nhừ hẳn nhưng mà cái này mềm nhũn rồi. Có cho nó nhừ hẳn được không? Ui xa. Được đấy nha. Được rồi đấy anh ạ. Đấy. Nào, đến đây. Ui, không biết nó giúp ích tỉnh ra chưa anh ạ? Tỉnh thì chặt. Có cái chân ống ấy, anh chặt rồi đấy. Em tia rồi. Mà đệ nó chỉ thích ăn tủy thôi mọi người. Lấy cái muôi đây. Mà lấy lâu quá anh sợ nó rũ hết tỉ. Ây. Ngọt. Wow. Đấy, có hai cái chân thôi đấy. Mà nó nhiều như thế này. Tuyệt vời. Đấy, đây là đoạn cái ngon nhất này. Cũng khá là mềm rồi. Ui, nhũn luôn. Đây nha. Đấy, một. Nhìn cái ngón này nhìn sướng nhỉ. Những cái ngón đấy là lắm thịt lắm đấy mọi người ạ. Sướng nhiều thịt đấy. Đấy gì? Đây. Ui, tí. Một đi táo táo. Thơm nhỉ. Thơm đấy. Mùi thuốc bắc này thơm lắm mọi người ạ. Hầm nữa. Sướng. Ui. Ok nha anh em nha. Okay. Bây giờ là sẽ đi thưởng thức cái món chân là điểu mình xem như nào nha. Ok nha mọi người nha. Đây là món chân loài chim lớn nhất thế giới. Mang tên đà điểu. Đà điểu. Và đây là hai cái cẳng của nó này. Đấy, nói lại cho mọi người biết là con chim đà điểu là chân nó chỉ có hai ngón thôi nha. Đấy, một ngón to và một ngón nhỏ. To siêu khủng khiếp luôn. Ấy, nó có ngón đâu nhỉ? Thêm cho một ngón. Đấy. Hai ngón với một ngón gì đấy. Đấy. Ui chà. Mình sẽ lần đầu tiên được ăn cái ngón của con chân đà điểu ấy mọi người. Trông nó xỉn xỉn thế này thôi nhưng mà sạch sẽ hết rồi nhá mọi người nhá. Mình sẽ thử một miếng xem sao. Làm bao nhiêu lâu mới sạch được ấy? Mời mọi người nhá. Giòn lắm. Cái phần dưới là nó có mô mỡ ngon cực. Anh để cho em một cái củ nào đó. Cầm cả mà cắm. Rồi mình thử nó là làm quả ngón út. Đấy. Ngón nhỏ hơn nha. Giống hệt lưỡi lợn luôn. Ui, nó còn ngấy cơ. Có cái mô mỡ đấy á. Chật chật. Giòn lắm, thật thật. Giòn lắm không ạ? Ăn nó cũng tự tự như kiểu cái lưỡi lợn ấy. Nhưng mà lưỡi lợn là nó thịt nhiều hơn. Thế nên phần da nó ăn kéo nó còn ngon hơn là là kia chân gà đông cảo ấy. Ngon đấy. Nhìn nó trông khá là ghê ghê. Tại vì nấu nấu kêu thấy chưa? Cái mô mỡ đấy, cái đấy mới béo. Cái lớp... phần này, cái phần này cực kỳ béo nhá. Cắn cái lớp bên vỏ ngoài này đi nhá. Là đến cục mỡ luôn. Mỡ nó thành cục cục luôn mọi người. Nó cứ mô mỡ luôn. Được đấy. Da còn rất ngon. Ok đấy. Tuyệt vời nha anh em nhé. Và những cái phần thật thật này ăn bây giờ nó mềm. Wow. Ăn những cái phần này nó ngon. Đây cả nhà. Ây à, Ninh như thế mà vẫn dài nhá. Đấy cái ra mà. Đây. Bằng lắm. Thấy chưa? Trơn. Đây, như cậu. Ngon tuyệt vời luôn. Cầm cả. Cầm cả cái to.
Đây là như kiểu ngón ngón chân người khổng lồ ạ. Giòn. Sật sật. Ngon. Sật sật, anh cắn cái ngón út ấy xuống đấy ạ. Vui lắm. Đây là cái bàn chân ngón út này. Giòn ngon nhỉ? Ngon. Ngon, mình đánh giá khéo còn ngon hơn cả. Ngon, ngon hơn gà đông cả. Chân gà đông cả. Hay là hoặc là chân gà đông cả mình không biết ăn. Này, anh chiến đấu thử cái món vảy chưa? Rồi. Ngon. Vảy, vảy này. Đây là cái vảy của con chim đà điểu nha mọi người nha. Đây này, vảy phải ăn cái chỗ này này. Mềm mà dính. Phần vảy đây này, này, cho mình thưởng thức cái phần vảy đấy. Cái này vảy gót à? Đâu, vảy trên kia đấy. Này, đều nhỉ. Đấy. Quần sáo. Chỗ này làm thịt. Làm thịt rồi. Ừ, thử nữa. Đây. Đây. Nhìn này. Đặc sản ở đây mọi người ạ. Cái gì? Tỉ á? Đẳng cấp tỉ lắm. Tỉ nói bảo mẹ ra. Ra sao được? Trong ra nhỉ? Nó tắc ở trong á. Để đập được cái này ra này. Đấy. Cái đấy của anh này ra được đấy. Ơi, ra đâu mà ra? Húp, húp, húp. Qua mà, thông mà. Húp, húp, hút. Ngon. Thì nó ngậy, ngon lắm. Đây, cái phần là phần này gân, da và có một chút thịt. Thịt bên dưới nhá. Gân, da và thịt. Vảy. Ngon tuyệt rồi. Ăn chân phải ăn những cái đầu sụn. Đầu sụn của các cái khớp đây này mọi người này. Ăn sụn nó mới bổ. Ăn sụn bổ sụn. Nhưng mà mình đánh giá ngon nhất vẫn là cái phần thịt với lại phần bạc nhạc gân gân này. Ngon hơn cái phần phần gót này. Phần gót này nếu mà đáng nhẽ ra chuẩn thì á, thái ra xào xả ớt nhờ ăn sật 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 sật. Còn cái phần này đúng cái phần hầm thuốc bắc là chuẩn nhất anh em mình. Nếu mà chuẩn ấy, là phải tách riêng cái gân nó ra, tại vì cái gân nó vẫn rất là dai, còn cái thịt thì mềm rồi. Đây cái gân nó đây, đây cái gân nó đây nhá, nó khá là dai. Tụi mình ăn thử cái gân, riêng cái gân nhá, tách riêng cái gân ra nấu món riêng, hầm riêng. Đấy, thấy không? Gân phải hầm riêng, tại vì nếu mà hầm thêm nữa, cái phần thịt của nó sẽ bị nhũn quá mất. Đấy. Mặt gần quá. Mặt gần. Cái phần này, ngon thì ngon thật nhưng mà răng mình lộn xộn. Ăn nói mắc răng rồi nhỉ? Món này nếu mà chân đà điểu ấy thì nếu mà mọi người mua về ấy, thì nên lọc riêng nha. Cái phần bàn chân này lọc ra xào xả ớt. Cái phần thịt với da như này này, lọc, không phải lọc mà tức là sẽ để nguyên cả cẳng chân, lọc cái gân ra, nấu riêng cái gân. Còn cái phần này là hầm thuốc bắc, ngon, ok nha mọi người nhá. Bổ nhất đây này. Hầm thuốc bắc là phải ăn xong này kiu cho hạt sen vào. Đấy, mình khoái nhất là phần này. Úi giời. Giống này kiểu ninh lâu ấy, nó ngọt lắm mọi người ạ. Chấm đẫm vào nước này. Ngon hơn chân bò.
ngon hơn khá là nhiều. Một cặp chân này cũng khá là giá trị về tiền đấy. À, người ta còn làm mà lấy cái da chân của nó ấy. Cái da chân của nó rất là cứng và rất là để làm hàng hàng hiệu, hàng da. Như kiểu là da cá, da đà điểu, thắt lưng da này, túi da này. Rất là nhiều thứ khác. Làm từ chân. Mà làm từ chân da đà điểu á là khá là đắt nhá, mắc tiền cực luôn. Tuy là không bằng da cá sấu thật nhưng mà à đâu, cũng ngang cơ đấy. Chân da đà điểu. Da chân đà điểu chứ. Như gân là phải ninh thật lâu. Chứ còn ninh như thế này chưa ăn được. Trái lắm anh ạ. Cho cá. Làm ít ra xong phải cứu đây nha. Ăn xuống lắm, ngọt lắm. Cái nước tủy nó ra nó ngấm mừng ạ. Thế đó. Ăn những món như này. Ăn nước là chất lượng. Táo à? Thế mà nó không nổi to anh nhỉ? Táo tàu. Táo tàu là táo sực Trung Quốc à? Ừ. Táo đi của tàu mà. Ừ. Phần này ngọt lắm. Giòn. Xào xả ớt thì hết ý anh ạ. Xào xả ớt hết ý. Thật. Tuyệt vời luôn đấy. Làm cơ hút hết mấy cái ống này à? Thao. Chất dinh dưỡng. Bổ gân cốt. Ui. À. Cái đũa này hơi bé. Đấy, cái này mới ngon này. Ui, em chọc hết rồi. Những cái gân này là rất là cứng luôn. Cứng kinh khủng luôn. Mình sẽ thử cái đoạn chân này. Ui. Cá. Cá nó thấy mùi thơm đến đấy. Trời ơi, vừa khéo luôn. Ngon, được là ngon. Này, phải đả cái bạng này anh ạ. Nhìn cái đoạn này nhìn như kiểu con chân con gấu ấy mọi người. Đó, có kì cánh ơi. Đó. Có kì. Đâu, đấy là cái phần kia của nó đó. Gần cốt. Thịt gân. Không bao giờ bằng đoạn này. Đoạn này ngon hơn này. Đoạn này mình đảm bảo là ngon nhất. Tại vì vừa gân nhá. Gân nó đã mềm rồi nhá. Gân nhá, da nhá. Rồi cả thịt nữa hay sao ạ? Đúng không cô? Tao hư. Cá mớ. Ngọt. Mềm nhất, ngon nhất chỗ này. Đây, cá cục này. Bạn cá cục này nhé. Anh ơi, nhìn này, của em tan mỡ luôn này. Ăn cắn một cái lớp da ngoài này đi nhá mọi người. Cắn một cái lớp da này. Đây là chỗ đấy, chỗ mỡ ngon đấy, mỡ ngon đấy. Tan mỡ. Mỡ ngon. Chật chật lắm. Chật chật nhưng mà nó mỡ, đã mỡ rồi sẽ có độ ngấy. Còn không như cái gân guốc rồi, có thêm tí thịt ở đây nữa. Nó không bị ngấy nhá mọi người nhá. À, đó. Cái da này hơi. Hình như anh em mình chưa làm sạch. Nhưng mà được, không sao. Rồi. Wow. Mình làm thế là cẩn thận lắm mày. Không, chỗ gân này rất là cứng. Anh bảo em đả được cái gân, cái khớp gối này của nó. Đả đi.
To chưa? To kinh khủng luôn này. Bộ nhá của mình thì kinh khủng luôn. Quả này cũng nhầm nhỏ này. Đơn giản. Cứng nhỉ? Thôi không chơi. Sợ cái răng mất. Chân to à? Đây. Hấy. Ui. Đấy. Tách cái phần củ lẳng này ra. Còn đâu phần này là phần ngon này. Phần này không có mỡ, đúng rồi. Phần này của cái móng không có mỡ. Mình này mỡ thì ngon đấy, nhưng mà mình không thích ăn lắm. Em có thích mỡ cơ. Có thích mỡ. Chỗ ngon. Bóc hết cái vỏ này đi nhá. Bóc hết cái vỏ này đi nhá. Này cho anh ăn vỏ này. Đấy. Để em gặm mỡ mà xem. Cái khoái mỡ đấy mọi người ạ. Ngon tuyệt luôn. Cái chỗ này là cái chỗ nó từ từ cái chân chỗ nào ra nhỉ? Chỗ này ngon này. Ui giời, chỗ này ngon. Chỗ này thì phải có thịt đấy. Chỗ có thịt đâu nhỉ? Đây đây đây. Đây. Đây nó có thịt gần này. Trời, cái này ngon này. Mình ăn